Tác động của giấc ngủ. Tiêu Tức Lê Thành Phát 1936. Giấc ngủ đêm rất quan trọng trong đời sống. Nó giúp cơ thể phục hồi năng lượng, giúp não bộ điều phục chức năng vận hành, và giúp các cơ quan nội tạng trong cơ thể loại thải độc tố. Trẻ em ngủ đủ giấc sẽ tạo nhịp sinh học ổn định, tác động đến tuyến yên, kích hoạt tiết ra hormone tăng trưởng gấp 4 lần lúc bình thường. Nhờ giấc ngủ trẻ mới mau lớn, mới phát triển trí tuệ, mới giảm thiểu nguy cơ rối loạn hành vi ứng xử. Trẻ em luôn ngủ thẳng giấc, nhưng nếu bị mất ngủ 1-2 đêm thì cha mẹ nên đưa trẻ đến bác sĩ khám trị. Có thể trẻ vướng một trong các bệnh, dị ứng làm nghẹt mũi, viêm nướu, viêm họng, viêm xoang mũi, viêm khớp, sa sút trí tuệ, trầm cảm, tâm thần, phân liệt. Giấc ngủ sâu khởi từ 22 giờ đến 5 giờ sáng. Nó tác động đến cơ chế sinh học của các nội tạng nhằm loại thải độc tố. Khoảng từ 22 tới 23 giờ, bạch cầu lympho vận hành bài tiết độc tố. Từ 23 tới 1 giờ sáng, gan loại thải các chất thừa, sử dụng dưỡng chất thực phẩm và hỗ trợ việc trao đổi chất trong cơ thể. Từ 1 tới 3 giờ, túi mật giúp cơ thể tiêu hóa chất béo, mỡ xấu, cholesterol trong thức ăn và trong máu. Từ 3 tới 5 giờ, phổi vận hành thải độc. Từ 5 tới 7 giờ, ruột già bài tiết chất cặn bã, kích hoạt vận hành thải phân. Từ 7 tới 9 giờ, thời điểm ruột non hấp thu dưỡng chất tốt nhất, nên ăn sáng trong khoảng từ 7 tới 8 giờ. Giấc ngủ lý tưởng, dưới 3 tháng, khoảng 14 tới 17 giờ. 4 tới 11 tháng, khoảng 12 tới 15 giờ. 1 tới 2 tuổi, khoảng 11 tới 14 giờ. 3 tới 5 tuổi, khoảng 10 tới 13 giờ. 6 tới 13 tuổi, khoảng 9 tới 11 giờ. 14 tới 17 tuổi, khoảng 8 tới 10 giờ. 18 tới 25 tuổi, khoảng 7 tới 9 giờ. 26 tới 64 tuổi, tối thiểu 6 tới 7 giờ. Trên 65 tuổi, tối thiểu 5 tới 6 giờ. Kết luận: giấc ngủ giúp trẻ mau lớn, trí tuệ linh hoạt. Giấc ngủ đủ và đầy liên quan đến sự phát triển nhiều mặt của trẻ. Về thể chất, trẻ sẽ ít bệnh, mau lớn, tăng trưởng chiều cao. Về tình cảm, tính tình trẻ sẽ ôn hòa, ngoan ngoãn lễ phép, thích thân gần giao tiếp với mọi người. Về trí tuệ, trẻ sẽ tăng khả năng tập trung, tiếp thu nhanh, kỹ năng nói ngày càng lưu loát, nhận thức bén nhạy, xử lý tình huống linh hoạt. Các nhà khoa học đã nhận ra giấc ngủ có nhiều lợi ích, nên khuyến cáo cha mẹ tập cho con ngủ lúc 21 giờ, vì từ 22 giờ tới 1 giờ là thời gian hormone tăng trưởng sinh tạo tối ưu.